Xin chào các bạn. Ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm cái chức năng tìm kiếm để chúng ta cùng trải nghiệm một xíu nhé. Ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta chỉnh cái grid view để nó cho nó đẹp và chúng ta có thể kéo cái thanh cuộn để cho người ta có thể xem được nhiều thông tin hơn. Đây mình sẽ xem trải nghiệm một chút kết quả lần trước để các bạn hình dung. Đây các bạn đợi xíu. Để mình tắt cái Sky này. Quit này. Đây, chúng ta đợi một xíu. Đây rồi. Đây, tìm kiếm các bạn nhìn thấy trước chúng ta đã làm chức năng này rồi. Đây, search. Và đây mình nói thêm một chút đó là chúng ta có thể làm thêm một cái chức năng nhỏ nhỏ. Các bạn kích đúp vào đây để xóa đi, ví dụ nhập đây này. Kích đúp vào đây để xóa đi này. Đấy, hoặc là mình có thể làm chức năng tìm gõ ký tự nào thì nó chạy ký tự đấy. Thì cái này làm khá là dễ dàng thôi. Đầu tiên mình ví dụ cái trường hợp là chúng ta kích đúp vào để nó xóa đi như sau này. Chúng ta sẽ sử dụng cái event có sẵn. Đấy, các bạn quay về cái phần thiết kế. Để mình tắt cái này đi. Hơi nặng. Rồi các bạn đợi xíu nó mở lại giao diện. Đây. Chúng ta sẽ chọn tới cái text box search này. Đây. Các bạn chọn cái text box search, sau đó chúng ta sẽ xử lý cái event double connect. Các bạn chuyển sang phần event này. Chúng ta chọn vào cái event là mau double connect. Các bạn kích đúp vào đây. Sau đó chúng ta sẽ xóa cái text có sẵn ở trên cái này đi. Đấy, chúng ta sẽ có txt search. Đấy. Chấm clear này, đấy nó sẽ xóa hết. Còn nếu như các bạn muốn chúng ta gõ ký tự nào mà nó sẽ tìm kiếm được ký tự đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái event text chain. Con này kích đúp vào đây này. Nó sẽ mặc định có cái event text chain này. Đấy. Chúng ta sẽ gọi cái này. Tụi mình gọi đây nhá. Viết một phương thức search này. Rồi. Này. Search data chẳng hạn. Đấy. Mình sẽ chuyển toàn bộ cái code trong cái connect vào cái phương thức mới này. Đây là trước có cái phần return các bạn xóa đi, chúng ta sẽ tìm kiếm không có gì nó sẽ ra search all. Đấy. Và chỗ này chúng ta thì vẫn gọi cái search data đây. Đấy. Lúc tới trên chúng ta cũng gọi search data này. Đấy. Và thực ra khi chúng ta dùng text trên rồi thì cũng không cần thiết phải dùng tới cái button này nữa. Đấy, mình cứ để đây nó giống lần trước thôi. Chúng ta sẽ cùng chạy nhá. Đây, chúng ta build chút. Đây. Quản lý đăng viên này. Đây, dụng mình gõ này. Trần. Các bạn thấy không? Gõ cái tự nào nó search cái tự đấy. Trần Văn Sen này đấy. Cách này, dụ mình tìm hàng thứ hai gõ 2 này, 3 này. Đấy các bạn thấy không? Vấn đề ở nhà. Dụ mình không muốn tìm kiếm mình xóa hết thì kích đúp vào. Thấy tự động nó sẽ mất hết và chuyển về CNO. Nó thành xuất hết. Đấy như các bạn nhìn thấy. Đấy chức năng khá là đơn giản. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta tạo ra cái thanh scroll với cái trường hợp khi người ta co form này vào đây. Thì nó sẽ có cái thanh cuộn để ta kéo xuống dưới hoặc là khi dữ liệu chúng ta hiển thị nhiều hơn cái số cột này. Đấy, chúng ta sẽ xử lý như sau này.
Chẳng hạn ở phần này mình muốn cho cái họ tên này dài ra, hoặc sơ lý lịch này dài ra này, tôn giáo trong họ tên đi. Chúng ta sẽ chọn vào grid view này, sau chọn vào edit column này, các bạn chọn họ và tên này. Ở đây chúng ta thể cho nó dài ra, ví dụ mình cho bằng năn này và cho độ rộng nó tầm 400 đi, 400 sẽ ấn ok này. Đấy, các bạn thấy nó dài ra. Đấy, có thể làm mất các cột khác. Để tạo ra cái thanh cuộn thì chúng ta sẽ kích chuột phải với T này, các bạn chuyển sang cái tab với T này, và chúng ta tìm đến cái thuộc tính auto size column mode. Bây giờ các bạn để cho nó bằng năn đi. Đấy, thì đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó có khác biệt đâu. Rồi, chưa thành cuộn đâu, chúng ta sẽ chỉnh tiếp cho cái nó to lên. Số thẻ đảng này. Đấy, và các bạn đã nhìn thấy này, khi cái này dài hơn này, chúng ta sẽ nhìn thấy có thanh cuộn thế này đâu. Chúng ta chạy thử nhá. Đây, đến bảng viên này. Đấy, bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái này vào. Cái giao diện này do mình đang để màn hình bé nên các bạn không nhìn thấy thành cuộn. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái đúp vào đây, các bạn nhìn thấy thành cuộn bên dưới này. Đấy, đâu. Đấy. Nếu như các bạn muốn chốt hai cái cổ trụ, chúng ta muốn chốt cái số thứ tự này và cái mã đảng viên, chúng ta cố định không cho nó trôi, thì chúng ta sẽ chỉnh thuộc tính như sau này. Đây, mình sẽ quay về phần thiết kế này. Các bạn hãy click vào cái grid view này và edit column này. Chẳng hạn chúng ta muốn chốt chặt cái cột số tự thì các bạn sẽ để ý cái thuộc tính horizon ở đây, kéo xuống dưới đây, cái horizon này chúng ta sẽ kích đúp đây bằng chu này, tương tự cái id bảng viên thế, hoặc cái mã bảng viên này các bạn muốn chốt nó vào cho hai cột này nữa, horizon này cho bằng chu này, cái dạng thế này, ok này, thì nó sẽ cố định lại. Chúng ta chạy lại nhé. Chuyển sang đảng viên này, thông tin thêm mới này. Đấy, cái năng lượng chúng ta phải chỉnh lại để cho cái grid view này nó sẽ tự động nó co vào, chứ không bị như này nữa. Mình tận thấy thon nhỏ vậy, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, các bạn sẽ thấy không, khi chúng ta kéo thanh cuộn này thì các cái cột họ tên có thể chạy này, nhưng riêng ba cái cột này nó vẫn đứng im tại chỗ bởi vì nó bị đóng băng, nó chốt chặt rồi. Đấy là một cái để chúng ta có thể thiết kế khi thông tin quan trọng mới thể chốt lại, còn những cái thông tin nó không quan trọng lắm mình có thể cho trôi để cho người ta xem full toàn bộ thông tin. Đây là phần căn chỉnh, rồi mình hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ cho co giãn cái giao diện này cho nó phù hợp hơn. Tuy nhiên là co giãn chưa ổn lắm này. Đây, mình sẽ chỉnh như sau này. Đây, mình sẽ thiết kế đây nào. Đây, kích chuột phải chúng ta xem được dùng control nào này. Ở đây, đây có panel 2 đây, cái bằng này. Và mình sẽ cho một cái thuộc tính Ancho này. Các bạn chú ý cái thuộc tính Ancho này, co vào thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó thêm cả bốn phía, nó sẽ co giãn đều cả bốn phía đây, bốn phía top left right button đủ hết. Đây có cái này nhỉ, mình sẽ cho thuộc tính đọc bằng phin này. Đây, đọc bằng phin nó tự giãn thôi đâu, hoặc các bạn thì tan sâu tiếp cũng được, không sao cả. Đây, nó sẽ co đều đây. Panel 2 để cho cái này có 4 phía luôn này. Học phần trên có thể đổi, chúng ta chọn 3 phía cho nó giãn đều không. Đây xem nào.
Cái này phía trên có vẻ dài hơn này. Rồi mình thử phần dưới trước nhá. Chạy này. Đấy các bạn thấy không? Lần trước chúng ta phải co và nhìn thấy, có bây giờ chúng ta sẽ không phải thế nữa. Thì thậm chí có thể thu nhỏ form này. Thu cái này xuống nhá. Cái này editable design này. Đấy các bạn nhìn thấy này. Đấy nó tự động chạy lên luôn. Phần này có vẻ mất, mình sẽ chỉnh lại phần trên một chút. Đây vẫn chấp nhận design này. Đây là mình sẽ chỉnh lại phần trên. Top left line này. Để kiểm tra kích thước của nó này. Đây. Một 1487 180, trong khi cái này nó chỉ có bao nhiêu, 180 312 1362 được các bạn, 80. Đấy mình sẽ cho cái phần trên nó bằng cái kích thước điều động phần dưới. Đấy thì các bạn nhìn thấy nó sẽ bằng này thôi. Đấy. Cái này 362 thôi. Các bạn chú ý là các bạn thiết kế con không nên để nó trồi ra bên ngoài nhé. Như thế nó sẽ sinh ra các cái lỗi giao diện như bị mất viền chẳng hạn. Đấy. Chúng ta xem nào. Top left line ok nè. Được rồi nè. User control, ok. Đấy, bây giờ người ta chạy lại thôi. Đây, thành cuộn vẫn ok này. Phần trên các bạn nhìn thấy nó có cái viền đó, hồi nãy nó bị mất. Đấy.
Cái này có bản để bản không cho đi sai, để mình chỉnh một chút. Tới ra kích chuột phải, ta sẽ chọn ở cái form từng ở bên này. Ta sẽ kiểm tra cái thuộc tính form này xem ok chưa. Maximum size này. Đấy. Bộ tài này, chúng ta sẽ chọn cái thuộc tính này. Shader, đấy. Đúng lại không đi sai là do bạn để cái form style này. Chúng ta sẽ chọn về kiểu shader này. Đấy, nó sẽ mặc định chúng ta thể đi sai được. Chúng ta chạy lại nhá. À, các bạn nhìn thấy đây này. Đấy. Bây giờ mình hoàn toàn thể co giãn cái giao diện này. Đấy. Và để tránh cho người ta co giãn quá, mình có thể chốt một cái min size cho cả cái giao diện này. Đấy. Và các bạn dụ chúng ta nhìn thấy này, mấy cái button này nó chưa được căn chỉnh, khi chúng ta kéo vào thì chúng ta thể chỉnh lại. Còn bên cái view các bạn xem quan sát này. Đấy, hoàn toàn nó co này, co tiếp vào này. Vẫn có thanh cuộn, đấy, chỗ này có thanh cuộn tiếp này. Đấy, và chúng ta nên chốt một cái size cố định. Và chỗ này ở cái button chúng ta chỉnh cho nó chạy đều theo như sau này. Đấy, đầu tiên ta sẽ fix min size, giả sử đây là kích thước nhỏ nhất. Đấy, cho một tí nữa đi. Đấy, ví dụ con này nó nhỏ nhất chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chốt. Đấy, các bạn chuyển về VVT này. Chúng ta copy kích thước hiện tại này. Sau đó chúng ta paste vào cái chỗ minimum size. Paste vào đây. Đó, như vậy chúng ta sẽ chốt được kích thước nhỏ nhất của nó và người ta thể kéo nhỏ hơn được. Bây giờ quay sang cái chỗ UC này. Để cho cái đống button này chạy theo khi mà cái form nó bị thay đổi kích thước thì chúng ta sẽ chọn hết đống thuộc tính này. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái thuộc tính Ancho cho nó. Đây. Các bạn sẽ để cho Ancho bằng top. Nó sẽ động ăn theo cái chân đỉnh và bên trái phản nó động chạy theo hết khi form di chuyển. Ta chạy lại nhé. Đây, chúng ta mở tiếp ra nè. Thu nhỏ vào nè. Đấy, kéo được này. Và các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta không thể kéo hơn được. Bởi vì size chúng ta đã đặt min size rồi. Đấy. Còn cái button nó chưa được ra giữa thì có vẻ là cái phần tra chưa được căn chỉnh. Mình sẽ kiểm tra lại phần nữa. Đây, mình sẽ kiểm tra lại cái panel này xem. Đây, cái ancho này chúng ta phải chỉnh cho nó chạy theo. Đấy, như thế này chẳng hạn thì top left line nó ăn theo được. Chạy lại nhá. Bạn xem nào. Đấy. Các bạn chú ý cái lúc này các cái button mình kéo rộng ra đã giãn rộng ra này đấy. Mà nó sẽ hoàn toàn chạy theo chứ không bị lần trước nữa. Đấy. Và bên dưới này, thanh cuộn vẫn ok này. Và như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn chúng ta thao tác với cái form này.
Và hy vọng vọng với cái form nó có nhiều thông tin là phức tạp này thì các bạn sẽ ứng dụng được nhiều trong quá trình làm phần mềm của chính mình và làm các cái form tương tự khác. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.